Đây là Hồ Đức An. Hồ Đức An rất là an ninh, có chú công an, chú cảnh sát giao thông đứng canh luôn. À, mình đang đi vô Hồ Đức An. Hình sự giao thông có đầy đủ. Xe nhân viên này. À, cái hồ là giờ con vẫn còn thu thuế ở đây à? Thu năm hay thu thuế? Nên nói chung làm lụng, còn kê lại cho tụi nó cũng lộn lộn đúng không? À. Thế giờ Tết đây gọi công an. Hồ Đức An có đập dịp. Đến con ông thì đến. Đập dịp, đây giả nhà sàn. À. Giả cảnh nhà sàn. Đi mát rồi, bảo áo. Bên kia có quán cà phê Thủy Tạ. Bên kia là có quán cà phê Thủy Tạ. Cảnh cũng được, có cái cầu sắt bắc ngang cầu vàng hả? À mà nó không có bán vé vô cổng ha? Mấy năm trước có mà. À. Ủa mình giữ xe nó không đưa vé xe mình hả? Tối. Này đưa Hải sao? Đưa Hải hả? Đây như thứ hai là bọn để xe lúc mà ngã ba đây rồi. Biển đông á hả? Nay mình đổ không? Ừ. Ồ, hồ nước không được trong lành cho lắm, không được trong sạch cho lắm. Cá tan tan. Nó cá nhiều. Cá. À, chắc cá nhiều rồi. Có mùi tanh. Ô xe có thuyền cứu hộ nữa. À, không. Quá, mày thì mấy đứa làm không biết rồi. Hôm nay rồi mình sẽ đâu để nó vô. Mình nói xin tin. Tanh. Có mẹ không? Mày chắc rủng rỉnh chụp hình. Quý coi đi chăm sóc cái phần đó cho mẹ đi. Ngồi qua vậy. Má trong làm không cứ trong làm bà bây giờ vào phán cho ở đây như định ăn lũy chứ cái gì đâu. Ủa định lũy là gần nhà mình trước đúng không, mình đi đúng không? Đang lũy cũng đẹp chứ bộ, đền đang lũy rất đẹp á. À, chỗ mà mình đi có cái bờ hồ không? Nó bán dịch vụ trong này mà, có khách sạn rồi trong này mà. Vô chơi đi, tới chiều cũng ra dính. Đi đầu nếu mà đi đông là. Ừ. Cái gì vậy? Bên trên có gì vậy? Trồng cây. À, trồng cây cửa đó là cái gì không? Đi dài dài đi. Nhìn đi chỗ nào? Đi dài đi hả? Dọc dọc lên luôn. Trên nó có gì đẹp không? Chủ yếu lên đây đẹp, còn đây cho em chơi. À. Là đi thuyền. Là phong cảnh ở đây không? Lên xem khỉ, lên xem đỏ. Lên đi, ở thôi. Bây giờ mình đứng có khỏi mẹ. Ở dưới đây thì không khí nó mát. Ừ, không khí nó mát. Mát như Đà Lạt luôn. Không khí ở đây là mát như Đà Lạt luôn á. Đây là Hồ Đức An mà sao trước nó không có để bảng Hồ Đức An ha. Hay là cái hướng rẽ gì đó vô Hồ Đức An gì đó. Để nếu mình đi tìm đường mình biết cũng dễ. Đây, đây là dưới hồ đập dịch. Hồ đập dịch ở đây rất là cẩn thận cho nên có nguyên một cái đội cứu hộ đi theo những
con thiên nga để mà có sự cố. View thì cũng đẹp. Ừ, view đúng đẹp, đẹp đó. Con gì không biết. Ta nó làm gì cũng hình thức dạng sở thú vậy mà. Có. Ờ, có nhiều trên đó. Con cá rồi gà rừng. Bên kia hả? Cái nhà này như đó. Có công không? Có công mình nhìn lên. Mình công sơ. Đây phía hồng đó xấu. À nó xấu hả? Chứ có công nhiều con nó múa đẹp lắm. Nó thấy mình chọc nó múa đẹp lắm. Đâu có đã bông không có hả? Không cũng đã bông nó chụp cũng đẹp. Cũng đẹp thì mỗi cảnh nó mỗi khác chứ biết sao giờ. Đi dạy dưới đẹp hơn á. À. Cô chú rừng mà. Đi coi thú rừng. Ừ. Cái tôi biết cái gì. Dạ bộ ngồi xuống chụp hình. Cái gì đây, mình đi vô công viên Diên Hồng tại hồ Đức An. Thì coi thử trong này có gì chắc cá sấu á. Này rùa hả? Rùa hình rùa một két rùa một két rùa này nhỏ mà. Rùa một két luôn hai con á nha hai con à, đẻ. Dạ không nuôi thì đây rùa rừng nó sống một két ở trên kia con gì ở trên kia hả? Con chưa lên mà. Ủa con chưa đi luôn hả? Đi mà con đâu lên đây đâu. Chủ, đi với mấy đứa bạn lậu dưới kia rồi. Chà lết ở đây hả? Nhà bồ câu. Ồ. Bên kia là thú dữ nguy hiểm kìa mà không biết con gì. Đó, bên đó là thú dữ nguy hiểm. Nhưng mà chưa biết là con gì. Báo hả? Gà sao? À gà sao. Đây con này là con gà sao. Ủa mẹ đâu nữa rồi? Bên kia. Con này là con gì? Khỉ đó. Con khỉ hả? Đâu? Con gì? Con thấy con khỉ đó hả? Đây, con khỉ nó trốn không mất tiêu không thấy. Sống giờ còn có con. À nó đang ngủ hả? Đây là con khỉ. Hay chết rồi. Chết rồi. Vậy chết rồi. Chết rồi hả con? Ê ê. Nó ngồi chứ chết rồi. Giờ đó là con mình nó. Trước sổng ra khỏi đi. Chung đây là mình hết. Con ngủ hết nè. Ngồi chờ nó. Nằm ngủ rồi. Mệt rồi. Bên kia chơi thú dữ mà sao rào có cái rào bảo vệ ngoài. Ừ, đi qua đó nguy hiểm thú dữ nữa. Có gì bên đó. Mình sẽ đi khám phá hết từng khu vực.
Ủa cô này có gì lạ quá vậy? À, con này gọi là con trĩ. Con này gọi là con trĩ. Cái lông nó cũng đẹp ấy chứ. À nó đúng rồi, con trĩ người ta nói làm trĩ là nó hờn hờn vậy ha, nó không có được vui. Đi, nói chung là không gian ở đây cũng rất là đẹp và không khí ở đây cũng rất là trong lành, thoáng mát. Nhưng mà chỉ có điều là những con thú ở đây thì nuôi chưa có sự đầu tư lắm. Đây cũng là một con khỉ nữa. Em thấy mẹ tự sướng này mắc cười. Là sao? Đâu? Đi xuống dưới kia là có cái nhà sàn. Mình đi thẳng về hướng nhà sàn coi thử. Cái như nó không đủ vốn đầu tư á, nó nuôi riêng ra. À, đây chỉ nhỏ. Ngồi này là một chuồng đó, một chuồng lớn. Ừ. Chắc nó quấn lộn. Ý nó không có vốn đầu tư á. Bên kia là hồ gì ta? Cái cá sấu của nó quá. Mình ghé vào đây là đem tách cá sấu dưới hồ kia lên. Ồ, có con hươu. Chút xíu mình đi lên con hươu. Lên hươu lên cá sấu lắm. Đây cá sấu. Nó tách ra. Đây cá sấu đây. Con này cũng nhỏ. Như con thế nào? Dạ. Phơi nắng. Nó ghê quá ha. Ờ. Cá sấu. Chứ nếu mà nó không ghê gọi là cá đẹp rồi. Đây. Để khám phá hết luôn. Bên kia có con hươu kìa. Đúc cái chân rồi mất cái chân. Con người thì có thể là cũng đi luôn. Nói chung ở đây sự đầu tư chưa nhiều. Nhìn nó rất là bình thường. Nhưng mà không sao, có cái nhà sàn chính giữa đó là cũng có ý nghĩa lắm rồi. Kết rồi bạn. Kết rồi đó, đi Tây Nguyên là có nhà sàn. Đặc biệt là như vậy. Đây. Hươu. Đó, hôm nay là mình thực tế nhìn thấy hươu ngoài đời luôn. Đó. Cái sừng nó đã không? Hưu ấy chứ. Con gì hải? Đây là phải hưu. Có thể nói là con ninh dương. À đúng á, giống ninh dương. Con gì hải? Mà ninh dương. Hưu là lông sắc. Nay thì. Hôm nay cũng vậy. Ở ninh dương. Ok, ngay chỗ con mắt nó có cái gì vậy? Đấy, ngay chỗ con mắt nó có cái lỗ hổng vô. Con nào?
ốm rồi. Nói chung ở đây người ta đầu tư cũng chưa được chăm sóc, chưa có một cái bộ phận là chăm sóc động vật cho nhiều lắm. Vô chụp ở nhà sàn đó là ý nghĩa nhất nè. Rồi xong đi về đó. Theo công viên nó cũng thường đó. Ở chụp nhà sàn này rút mình đi tới cái nhà sàn. Đây là cái cây giống như là một cái vật linh thiêng của những người dân đồng bào ở đây, mang tính chất là linh thiêng. Chứ mình quay cái nhà sàn cho những ai mà chưa thấy về hình thức nhà sàn rất là đẹp. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc chuyến đi ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và nhớ ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.